Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy ông tập kiểm tra năng lực, nâng cao và phát triển năng lực toán lớp 1, tập 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ dạy là đề số 10. Bài số 1 tính 8 ta cộng cho 2 là bằng 10. 7 ta trừ cho 5 là bằng 2. 6 ta cộng cho 0 là bằng 6. 9 ta trừ cho 9 là bằng 0. 10 ta cộng cho 0 là bằng 10. 10 ta trừ cho 8 là bằng 2. Bài số 2. 8 ta cộng với 2 là bằng 10. 7 ta trừ cho 6 là bằng 1. 9 ta trừ cho 4 là bằng 5. 8 ta cộng với 2 là bằng 10. 6 ta cộng với 1 là bằng 7. 6 ta trừ cho 6 là bằng 0. Bài số 3. Này phép tính thích hợp cho mẫu tranh vẽ. Con cá này bơi đi chỗ khác. Trước khi là bơi đi thì chúng ta xem bao nhiêu con cá này, 1 2 3 4 5. 5 con. Ta trừ cho một con bơi đi chỗ khác rồi, như vậy còn lại là 4 con ở đây. Nè. Chúng ta qua bài B. Cái này người ta họ vẽ như thế này, cái mũi tay như thế này là có người ta bỏ thêm vào. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ có là ba trái, được không? Ba trái cây cộng với một trái bỏ thêm vào, như vậy tổng cộng là 4 trái. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 4. Bên này chúng ta có bao nhiêu cái nấm này? 1, 2, 3. Ta cộng với bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Để tổng cộng là bằng 9. Bài này thì chúng ta có một số trái cây ở trên cành cây thì chúng ta hái hết 3 trái. Và trước khi hái thì chúng ta xem có bao nhiêu trái cây đây. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ta hái 3 trái. 3 trái. Vậy trên cành là còn là 2 trái. Trên cành cây là còn là 2 trái. Chúng ta qua bài số 5. 7, 1, đây 10. Còn này là gì? 4, 2, đây là 8. 5, 0, và chỗ này là số mấy? Rồi cái nguyên tắc của người ta họ làm gì đây? 7 ta còn 1 là bằng 8. Nào, 7 còn 1 là bằng 8 nè. Bằng 8. Như hai cái này là bằng 8. 8 ta cộng cho bao nhiêu là bằng 10? Như là 7 nè. Ta cộng 1 là bằng 8. 8 ta cộng cho 2 là bằng 10. Được. Rồi con bài nào là gì? 4 ta cộng cho 4 ta cộng cho 2 là bằng 6. 4 ta cộng 2 là bằng 6. Rồi 6 ta cộng cho bao nhiêu là bằng 8? 6 ta cộng cho 2 là bằng 8. Rồi chỗ này 5 ta cộng cho 0 bằng 5. Vậy 5 ta cộng cho bao nhiêu chỗ này là bằng 5 ta cộng cho bao nhiêu chỗ này? Như vậy thay nguyên tắc là ta lấy cứ cộng 2 cộng 2 5 ta cộng 2 chỗ này nè. Nãy giờ chúng ta thấy nè, cộng cho 2 nè, cộng cho 2 nè, ngay chỗ này chúng ta cộng cho 2 nè. 5 ta cộng 2 là bằng 7. Ngay chỗ này là số 7. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.